Để giúp các con em mình có thêm nhiều kỷ niệm ấn tượng, đồng thời chào đón mùa thu Hà Nội theo một cách rất riêng. Vừa qua thì hơn 70 các cặp mẹ con ở tại Hà Nội đã cùng nhau xếp hình đất nước Việt Nam nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp về tình mẫu tử thiêng liêng và lập một kỷ lục mới về bộ ảnh có nhiều cặp mẹ con nhất cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng. Dù là những em bé mới khoảng 2 đến 3 tuổi, hay các anh chị lớn hơn đều tỏ ra rất vui vẻ, hào hứng khi biết hôm nay mình sẽ được tham gia chụp một bộ ảnh chào thu Hà Nội. Với ý nghĩa giao lưu, gia tăng sự kết nối giữa các cặp mẹ con và rộng hơn là chia sẻ hình ảnh về một Việt Nam đầy tình thương mến, bộ ảnh gây ấn tượng không chỉ ở riêng Hà Nội mà còn khắp đất nước. Mục đích của chúng tôi tổ chức cái hoạt động này là gắn kết nối giữa các mẹ với nhau, cũng như là thể hiện cái tình thiêng liêng mẫu tử của hai mẹ con thông qua việc mặc tất cả các cặp mẹ con đều mặc áo cờ đỏ sao vàng, cũng là một cái hoạt động để đón mùa thu Hà Nội. Cá nhân tôi thì cảm thấy là cái hoạt động này thông qua cái việc là các cặp mẹ con hoặc là riêng cặp mẹ con của tôi nói riêng là sẽ có cái tình cảm giữa các mẹ con với nhau này. Khi mà đi các bạn con tôi được đi ra ngoài thì con có điều kiện tiếp xúc với các bạn, tăng kết nối con mạnh dạn hơn. Còn mẹ thì tất nhiên là rất là vui vẻ vì là kết nối được rất là nhiều thêm những người bạn nữa. Hôm nay thì là chúng tôi cùng một số bạn có ý tưởng là tổ chức một cái buổi chụp hình cho tất cả các mẹ con, nhưng mà điều rất là đặc biệt là tất cả các mẹ ấy đều ở tuổi Giáp Tý 1984. Cảm giác rất là vui bởi vì là cũng rất là hạnh phúc, bởi vì là thứ nhất là gắn kết được tình cảm các mẹ và các con có những cái hoạt động và có thể là giao lưu với nhau. Đấy, và cũng rất là mang ý nghĩa bởi vì là trang phục của chúng tôi là cờ đỏ sao vàng, thể hiện cái tình yêu đất nước. Thì em cảm thấy rất là vui và qua hoạt động này thì em có thể kéo gần khoảng cách của ba mẹ con em và giúp mọi người có thêm nhiều kỷ niệm đẹp hơn. Không chỉ mang thông điệp thể hiện tình yêu quê hương đất nước, hoạt động này còn tạo môi trường giao lưu, gắn kết giữa các con, các mẹ. Mong muốn nhân rộng hình ảnh đẹp về tình mẫu tử thiêng liêng không chỉ ở riêng Việt Nam mà còn cả trong mắt các bạn bè quốc tế. Thank you.